Bà cả bạn ơi, cách đây 3 năm Thu Hoàng bây giờ sang quay một đoạn tiếp ở chợ Hợp Thành. Mời mọi người và các bạn đón xem nha. Đây hôm nay diễn viên của Thu Hoàng này là Bích Thời này. Còn đây là các quán bán lẻ, bán thủy. Đây các bạn ơi, đây tức là cách đây 2 năm, 3 năm về trước, đây là anh Lương này. Đây, thế là anh Lương là một một chị từ hôm nay. Đây, chào các bạn trong YouTube. Thung Hoàng thầy, ôi kia chị Thung Hoàng. Thung Hoàng. Ở đây thế này, thay mặt nhóm YouTube, hội cựu chiến binh của Thung Hoàng, chúc anh tức là ngày mới rồi là cũng là sang năm mới. Hôm nay là thứ tư thứ năm rồi, cho ta vẫn cho năm mới anh thầy. Cầu an sức khỏe nha, rồi là mua nhanh bán mau nha. Đây các bạn thấy không? Anh nói cho tất cả mọi người hộp biết cái hàng của anh nè. Anh phải quay rõ ràng. Được rồi, anh nói đi. Mời các bạn đến với giờ hôm thầy của Trung Hoàng là chuyên quay các đại lý bán xe sản lệ. Đây là có của bên của ông đang quay về hàng khô, đại lý hàng khô. Rồi là đại lý hàng tươi ở chợ hôm. Mà ai có nhu cầu sang là ở đây xuất xỉ giá rẻ, bất ngờ. Anh Lương nha. Vâng, đây là cái hàng của hàng của anh là chắc chắn là trên thế giới đều biết cả anh này nha. Rồi anh phải quay từ bên này. Vòng đây này. Quay từ khác. Đây, các bạn ơi. Đấy như anh Lương anh đã nói là các cái mặt hàng của anh đây này, các cửa hàng này đủ loại này. Đây đủ loại. Đây là gừng nha. Rồi là các cái mặt hàng này, thấy không? Nếu như các bạn mà có nhu cầu mua xỉ mua lẻ đều bán cả anh này. Thế chào chị nha. Thế là cách đây ba năm là Thung Hoàng là thấy mặt hồi cựu chiến binh sang đây là quay một lần rồi đây. Thôi thì chào anh và chị nha. Đây rồi nha. Các bạn ơi, thế là Thung Hoàng đang ngồi với anh Lưu Xuân Thủy. Lưu Xuân Thủy đây này, tức là ở chợ Hợp Thành, gọi là chợ Hôm đây này. Đấy, anh em chỉ thân cách đây 3 năm rồi, Thung Hoàng hôm nay mình sang gặp lại ở chợ này, rồi là gặp anh Thủy này. Và anh này, tức là thay mặt kênh hội cựu chiến binh Việt Nam á, là chúc anh này, rồi đại gia đình của anh này, rồi là ngày mới này, tháng năm mới này, cầu an sức khỏe nha. Con Thung Hoàng là ở ngay là chùa của Ám á. Anh đã khi nào sáng cầu an là chùa của Ám chưa? Đi qua nhiều rồi mà chưa vô. Đó thì chùa của Ám châu này long trọng mà tâm linh lắm anh ạ. Đấy anh Lương ở đâu này là được biết Thung Hoàng rồi này. Thôi một lần nữa nha. Thay mặt nhóm YouTube của Thung Hoàng, chúc anh một lần nữa là chuyên môn cầu an sức khỏe nha. Cảm ơn rồi, chúc tích nha. Rồi, chào nha.
các bạn ơi, đây là Thuận Hoàng cách đây 3 năm, bây giờ là sáng sáng quay cả cái cảnh đẹp này, rồi chờ bốn bạn ở chờ Hợp Thành, gọi là chờ hố này cháu ơi, ở đây, chị ơi, cho Thuận Hoàng thay mặt hội cựu chiến binh bắt tay chị chúc chị ngày mới này, rồi là cùng là tháng năm mới cầu an sức khỏe nha. Ngày hôm nay tức là cách đây 3 năm rồi đấy, sáng đây cũng lấy các cái hàng tre đây, nhưng mà trước sáng đây ai cũng nhớ cả, nhưng mà vì một cái thời gian là quá bình cho nên là không sang được. Thôi lần nữa chúc chị này rồi cháu này nha, mua mau bán nhanh nha chị nha, mua mau bán nhanh nha. Đây các bạn thấy không, thấy rồi, bây giờ là lên tivi đấy, lên tivi lên nha, lên tivi nha. Các bạn ơi, đây cách đây 3 năm rồi nè nha, cách đây 3 năm rồi là gặp chị này, chị chủ yếu là bán những cái mặt hàng rau sạch cho các bạn này, đây rồi là các cái mặt hàng đục này, đây là gần cháu ơi, cho bác hỏi thì cháu tên là gì này, chị Nghiêm ơi, đây tất cả hoa quả này, đây tất cả hoa quả với dứa sạch cho chị đây các bạn này, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì đến là chờ hôm chờ Hợp Thành đấy hả chị, chị nói tên của chị đi để cho mọi người biết rồi, để rồi mua này, bán rẻ rồi bán xì bán lẻ đều có cả hay nha. Thôi để chúc chị nha, tức là ngày mới này rồi là cùng năm mới mạnh khỏe, cầu an sức khỏe nha. Thôi các bạn nha, thấy là 3 năm rồi Thuận Hoàng bây giờ mới gặp lại các chị bán hàng đấy mọi người, các bạn nha. Đây các bạn ơi, đây tức là hàng sạch này, tức là ở chợ Hợp Thành đấy này, đây là bờ để mà làm kỷ niệm cháu này, tức là cháu tên là gì này, cháu Thương đây các bạn này, đây nếu như các bạn mà có nhu cầu thì đến là chợ hôm chợ Hợp Thành nhá, đây bán thịt bán lẻ trên chuyến này nhá. Rồi. Thôi các bạn nha, bây giờ Thuận Hoàng sẽ đi các cái điểm khác để quay. Vâng, rất cảm ơn nha. Các bạn ơi, đây là một thời gian rất dài mà bây giờ Thuận Hoàng bắt đầu mình quay lại nè, mình quay lại ở chợ hôm chợ Hợp Thành nè, đây các bạn nha, đây là các cái mặt hàng này, đó là con cháu không, nè cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh các anh em Thuận Hoàng chúc cháu tức là ngày mới vui vẻ nha, rồi là mua hàng mua nhanh bán mau nha, rồi bắt tay nè, bắt tay chúc sức khỏe nào.
nha. À, các bạn ơi, đây Thúng Hoàng đang đứng với bà Hà này ở chợ Hợp Thanh đây này. Hiện nay là hàng cáu này, hàng cáu rồi hàng trâu này thơm ngon này. À, cháu tên là gì vậy? Cháu Tuyên à? À nha, thôi bắt thay mặt là nhóm YouTube hội cựu chiến binh bắt tay chúc cháu đồ ăn mạnh khỏe nha. Đây cháu rẻ cháu ngon ngon đây các bạn nha. Đây các bạn thấy không, các cái cảnh mới ở đây. Lúc này Thúng Hoàng đã quay rồi nhưng mà liền thêm một tí để làm cái hình ảnh kỷ niệm thêm các bạn nha. Đấy mẹ đang xem đây nha. Thôi để Thúng Hoàng đi các cái điểm khác để lấy thêm một đoạn video nữa cháu nha. À đây nha. Các bạn ơi, cách đây 2 năm về trước, bây giờ Thúng Hoàng sáng ai cũng nhớ cả. Nhưng hôm nay Thúng Hoàng để sang quay tiếp các cảnh đẹp rồi là buôn bán ở chợ Hợp Thành, gọi là chợ Hố với chị hay. Đây, có thế này là thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh của anh em Thúng Hoàng là chúc chị tức là ngày mới cầu ăn sức khỏe, hơn nữa là cái nghề của mình đây là buôn bán cho nên là mua nhanh bán mau chị hay. Ở đây thế là hình ảnh của chị đã lưu lên trên kênh YouTube hồi cựu chiến binh rồi nha. Rồi chúc chị nha. Ở đây bây giờ Thúng Hoàng sẽ quay các điểm khác nha. Đây các đó. Đây các đó. Đây các bạn thấy cái cảnh buôn bán này có đẹp không? Đây nha. Các bạn ơi, bây giờ sáng chợ Hợp Thành, gọi là chợ Hốm á, thì tất cả bà con rồi buôn bán ở đây ai cũng nhớ Thúng Hoàng cả. Nhưng mà vì điều kiện chuyển sang cái nội dung khác, hôm nay Thúng Hoàng là có một số vấn đề đi mua, cho nên là hôm nay lại có mặt ở một cái quán bán quần áo tuyệt vời cho các bạn này, nếu như các bạn mà có nhu cầu này. Cháu đây, cháu tên là gì vậy? Cháu là Thanh. Đây các bạn ơi, nếu như các bạn mà có nhu cầu mua quần áo đầy đủ các màu mà thì vào là cửa hàng này là quán chuyến đồ đường, cháu nói đi để cho mọi người người ta có nhu cầu. Thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh bắt tay cháu lần nữa nha. Rồi chúc cháu mua mau bán nhanh nha. Rồi nha, Thúng Hoàng chào nha. Rồi
Ở đây. Ở các bạn ơi, nếu như các bạn có nhu cầu nè. Đây, đây các bạn có nhu cầu này, đây là quần lót này, áo lót của chị em này. Nếu như các bạn mà có nhu cầu thì mời các bạn đến ở chợ Hợp Thành nha. Ờ, đây. Đây này, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp mấy chú trẻ rất vui tính ngay nè. À, cháu cho thay mặt nhóm của tôi bắt đây chúc cháu ngày mới này. Rồi là sang năm mới này cầu ăn sức khỏe, nếu như khách hàng đến thì vui tính này, cũng như bạn Thu Hoàng này. Con luôn chào đón khách hàng đến. Ờ, đây, rất cảm ơn nha. Bác thay mặt nhóm YouTube chúc cháu này một lần nữa là cầu an sức khỏe này, hơn nữa là mua mau bán nhanh nha. Cảm ơn nha. Rồi nha. Các bạn ơi, đủ các cái mặt hàng trò chơi này, trò chơi trẻ em này, đây, rồi là các cái mặt hàng rất đầy đủ. Đây các bạn thấy không? Nếu như các bạn và mọi người có nhu cầu này, đây, tức là đứng với bác Thu Hoàng này là cháu này, cháu cái này Thu Hoàng đã nói rồi, cháu rất vui tính, niềm nở với khách. Nếu như các bạn mà có nhu cầu, thế đây là cái quầy hàng của cháu, chứ bên nhà thì nhà ở của cháu cũng có xa không cháu? Anh đây có xa không? À đây à, thế thì tốt quá rồi. Đấy, nếu như các bạn mà có nhu cầu mua các cái mặt hàng Thu Hoàng đã quay đấy, thì gặp cháu nơi lại để cho mọi người biết tên của cháu mà, tên của cháu là gì nè. Được rồi. Các bạn ơi, bây giờ sáng chợ Hợp Thành cách đây 2 năm về trước, Thu Hoàng sáng ai cũng rất mến. Nhưng mà vì trong 2 năm vừa rồi để Thu Hoàng chuyển sang cái nội dung khác, cho nên hôm nay Thu Hoàng mới sáng đây này. Các bạn mà có nhu cầu này, đây các cái màu mà quần áo này đủ các thể loại. Thì cái quần áo của ta đây là hàng là chủ yếu hơn nổi là hơn ngoài cháu ơi. Hàng quần. Đây. Đây các bạn ơi, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp với chú thôi. Thay mặt nhóm YouTube bắt tay cháu nha. Đây. Tức là các bạn ơi, tức là các cái mặt hàng rất tuyệt vời, hơn nữa chủ thì rất sôi nổi và vui tính. Là niềm nở đón khách cho các bạn nha. Hơn một lần nữa thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh bắt tay cháu này, rồi chúc cháu sang năm mới, rồi sang ngày mới gặp nhiều may mắn và thành công nha. Rồi bắt chào nha. Đây này các bạn ơi, đây Thu Hoàng đang đứng với mấy chị em bán hàng này. Nếu như các bạn mà có nhu cầu này, đây là cháu đây rất vui tính cho các bạn này. Đây thấy chưa? Nhà nha. Đây. Nhà để chờ Hợp Thành ủng hộ hàng những chị em tiếp thương này. Rất cảm ơn, rất mong tức là các cháu là bán hàng này, tức là mua nhanh bán mau nha, bác bắt tay nha. Rồi nha. Bác chào quý khách hàng nha. Rồi. Đây. Này, bạn chung rồi nha.
Rồi nha, rồi nha. Các bạn ơi, bây giờ Bích Khởi này, Bích Khởi với Thu Hoàng là đã có mặt ở cái hang đánh này gọi là Bình Ít thầy đấy các bạn này. Bình Ít ở chợ Hợp Thanh, gọi là chợ Hốm đấy các bạn này. Cái này Bình Ngọt này. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì mua xỉ, mua lẻ đều bán cả nhau rồi. Đây, tức là thay mặt nhóm cho quý vị hội cựu chiến binh của bạn Thu Hoàng nha. Chúc cháu tức là ngày mới vui vẻ, có nhiều niềm vui nha. Rồi là mua nhanh bán mau nha. Đây, tôi cho bác chào nha. Đây các bạn ơi, đúng là hàng hóa được các cái mặt hàng ở chợ Hợp Thành, chợ Hợp Thành gọi là chợ Hốm đấy, quá tuyệt vời không này. Đây tức là từ ở đầu này này, rồi là đến ở đây này, đầy đủ các cái mặt hàng, nhất là về cái món ăn này. Về cái món ăn này thì các bạn ơi, Thu Hoàng cũng rất thích cái dưa này này, dưa rất ngon đấy các bạn này. Đây, đây để Thu Hoàng cho Thu Hoàng thử cái nha. Ôi giời, ngọt cực kỳ luôn các bạn ạ. Đó nha, thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh chúc cháu tức là ngày mới rồi năm mới mạnh khỏe nha, rồi là mua nhanh bán mau nha. Đây chào bạn nha. Đây bình chứng bên tay này, bình chứng bên tay mình sẽ đầy đủ này các bạn này. Đây nha. Tôi thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh Việt Nam chúc bác ngày mới mạnh khỏe nha. Rồi, cảm ơn nha. Các mặt hàng rất đầy đủ các bạn này, các bạn này. Cháu ơi, cháu bác một tay ngày mới này, rồi là chúc cháu cầu an sức khỏe nha. Thế cháu là tên là gì để cho khách hàng nếu mà người ta biết người ta có nhu cầu rất vui tính các bạn ơi. Đây cháu rất vui tính bán các cái mặt hàng này này. Đây đủ các cái mặt hàng này, nếu như các bạn mà đi chợ Hợp Thành thì nên ghé qua để ủng hộ nha. Thôi thì bác lên nhờ bác chúc cháu mua mau bán nhanh nha. Rồi. Các bạn ơi, Thu Hoàng á, cách đây 2 năm về trước, bây giờ sáng thành khác hẳn nữa các bạn ơi. Đấy nè, bây giờ các cái mặt hàng này, nếu như các bạn có nhu cầu này, đây thấy chưa, rất đầy đủ. Hơn nữa là bà chủ rất vui tính và sôi nổi đấy các bạn ơi. Đây, cháu tên là gì? Đây thôi thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh này, rồi là chúc cháu này ngày mới vui vẻ, có nhiều niềm vui nha. Rồi là mua mau bán nhanh nha. Thôi Thu Hoàng chào tất cả mọi người nha.
Đây các bạn ơi, các cái mặt hàng giải khát đây này, nếu như các bạn mà có nhu cầu nhá, này các cái mặt hàng giải khát đây. À, đánh bạc kênh của bác là Thúng Hoàng. Thúng Hoàng, Thúng Hoàng. À, cháu ơi, cho bác, anh ấy không cho bác bên tay lắm, bên tay chút. À, không, đây, đây, tức là hàng ca, hàng quý thế này. Đây, không, cháu là vì sợ. Ở cháu dây, dây cho nên là ca chi. Thôi nghe, thông cảm cho bác Thúng Hoàng nha. À, nha. Rồi, đây, đây, đủ các mặt hàng đấy các cháu này. À, các bạn này, nha. Rồi, rồi, đây các bạn này. Đây, tức là... Đây là hai chị em với lại hai mẹ con đây. À đây, tức là à thôi, bắt tay cho chúc cháu mạnh khỏe nha. Ờ đây nha. Thôi các bạn đã Thúng Hoàng sẽ đi các cái khác nha. À, các bạn ơi, bây giờ là Thúng Hoàng là có mặt ở tất cả các quầy hàng. Như là đây là trứng này. Rồi, chào cháu. Ờ đây là ờ đây, tức là các bạn thấy không? À, do lùa thúc xích đây các bạn ạ. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp với chủ đấy nha. Rất vui tí, rất niềm nở các bạn nha. Đây, một lần nữa thay mặt nhóm như tôi đi bắt tay chúc cháu ngày mới mạnh khỏe nha. Nha. À, rồi, rồi, cảm ơn nha. Bạn ơi, bây giờ Thúng Hoàng là có mặt ở các cái quầy hàng thực phẩm nha. Đây, nếu như các bạn có nhu cầu này mua thịt ngon này, mua thịt ngon này. À đây, đây này, thầy có thịt không? Đây, đây, đây con, đây nha, đây nha. À cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube kênh Hội Cựu Chiến binh bắt tay chúc cháu sang năm mới, sang ngày mới mạnh khỏe nha. À, rồi, bác chào nha. Đây, các bạn thấy không? Quá tuyệt vời không nhỉ nha. Đây các bạn đây nha. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì đến gặp với chủ đây này, rất vui tính này. Đây, đây bán thực phẩm mà rất vui tính với các bạn đây nha. Đây các bạn thấy tuyệt vời không đây? Thôi lần nữa nha, bác tay chúc cháu mạnh khỏe nha. Rồi chúc gì nha. Rồi đây các bạn ơi. Đây, để chúc các bạn nha. Ở chúc chị nha, chúc chị mạnh khỏe nha. Rồi, các bạn ơi, các bạn ơi, bây giờ Thúng Hoàng là chúng ta ở các cái cửa hàng thực phẩm này. Đây, gặp với chủ ấy này, nếu như các bạn có nhu cầu này. Đây, tức là tuyệt vời, có thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh nha. Bắt tay đầu ngày mới này, rồi là chúc cháu mạnh khỏe nha. Rồi là gặp nhiều may mắn nha. Rồi là mua mau bán nhanh nha. Rồi, các bạn nha, đây nha, rồi nha. Các bạn ơi, bây giờ Thúng Hoàng có mặt ở hàng cá tôm nha. Nếu như các bạn mà có nhu cầu này, tôm đang sống này. Đây, cá bông đây này. Đây, tôm đang sống ở chợ Hợp Thành này. Đây, gặp mấy chủ rất vui tính cho các bạn này. À, đấy, cháu tên là gì hề? Tên là Loan. À, cháu Loan cho các bạn này, nếu như các bạn mà có nhu cầu nha. Đây, các bạn thấy không? Quá tuyệt vời không nè. Đây là cái chị áo bán này nha. À, đây là mực này, đủ các loài này. Đây, thấy chưa? Thôi thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh bắt tay cháu. Chúc cháu ngày mới mạnh khỏe nha. Rồi mua máu bán nhanh nha. À, đây nha. Các bạn ơi. Đấy, Thúng Hoàng đã có mặt tất cả các
À, cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh nha, bắt tay chúc cháu vì cách đây là 2 năm rồi, bây giờ Thuận Hoàng bị sáng mà gặp bây giờ bà con ở đây ai cũng nhớ cả, nhưng mà vì vừa rồi đây Thuận Hoàng thay đổi nội dung mà cho nên hôm nay cũng có điều kiện để ăn gặp chị em nha. Chúc cháu nha, ngày mới này mua nhanh bán mau nha, rồi là cầu ăn sức khỏe nha. Các bạn ơi, bây giờ Thuận Hoàng có Bích Khởi vào ở cái quán phở thế để ăn này, để ăn điểm tâm với các bạn này nha. Tức là bây giờ cũng là 7 giờ đó cháu. Bây giờ là 8:40 đấy. Bây giờ 8:40 các bạn này nha. Đây vào để ăn phở để điểm tâm với các bạn này, để có sức khỏe nha. Các bạn nha, nếu như các bạn có nhu cầu thì đấy là chợ Hợp Thanh để đây tất cả bà chủ đây này, bà chủ nếu như các bạn có gì cháu ơi cho bác một tay thay mặt đây tất cả Thuận Hoàng vừa ăn phở xong đấy, nếu như các bạn có nhu cầu nha, đây nha, đây là các bạn đây nha, có nhu cầu này, đây cả kia mặt hàng này, còn cô chủ đang ngồi đấy nha, cháu tên là gì này? Cháu Hương đi các bạn nha. Đủ các cái loài tức là mù này, các cái lớp tuổi to nhỏ lớn nhỏ đều có cả các bạn nha. Đây thấy chưa, đầy đủ không mọi người, tức là ở chợ hôm đây Hợp Thanh đây. Thôi nha, một lần nữa bắt tay chúc cháu mạnh khỏe nha. Vâng bác chào nha. Thôi chúc mừng chào tất cả mọi người nha. Các bạn ơi, đây tất cả bà chủ bán các cái mặt hàng này, đây bà Hoàng Hợp Thanh này, Hợp Thanh gọi là chợ hố mày, đây bà chủ đấy các bạn nha, đây tất cả các cái mặt hàng này, đầy đủ các cái mặt hàng này, rồi là rau sạch này, rồi là đầu này, lạc này, đấy đầy đủ các bạn này, đây nha, tất cả các bạn nha, thấy chào bạn nha. Các bạn ơi, đây tức là đứng trước cổng kính quay phim của Thuận Hoàng này, đây là bà chủ đang cắt may đồ mới đồ cũ đều nhận cả cháu này. Đây thôi thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh bắt tay chúc cháu ngày mới mạnh khỏe nha. Rồi bác chào nha. Đây các bạn ơi, nếu như các bạn mà có nhu cầu may mới hoặc sửa quần áo thì gặp chị. Cháu ơi, cháu tên là gì hề? Đây là gặp chị Phương đấy nha. Đây chị Phương rất vui tính này, rồi là may mặc quần áo rất chỉnh chu mà rất có uy tín cho các bạn đấy nha. Thôi một lần nữa nha, rồi thay mặt nhóm chú Công Bi một lần nữa bác chúc cháu mạnh khỏe nha. Rồi bác chào nha. Thank you.
Lâu nay quá cháu chị ơi. Đây, thì hôm nay thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến Binh à, chúc cháu này đại gia đình của cháu cầu an sức khỏe nha. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu mua dao mã ở Thanh Hóa đây. Đây, các bạn lên Thanh Hóa tuyệt vời hôm nay nha. Đây, các cái mặt hàng rất đầy đủ của các bạn này nha. Nếu như các bạn có nhu cầu này nha. Đây nha. Đây, bên này là hàng rau này. Đây là con. Thôi nha, một lần nữa nha, thay mặt cho tôi bây giờ chúc chị em ngày mới này mạnh khỏe nha. Này các bạn ơi, thế là 3 năm rồi, bây giờ Thu Hoàng mới quay lại. Cho nên sang các bà con hàng quán đây ai cũng hồi thăm cả. Sao bác lâu ngày là vì vừa rồi lấy Thu Hoàng đi làm nội dung khác mà. Cho nên hôm nay là mình có điều kiện sang gặp tất cả mọi người đây. À cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến Binh, bắt tay cháu ngày mới chúc cháu mạnh khỏe nha. Đây, nếu như các bạn có nhu cầu mua các cái hàng rau sạch này rồi là chanh này nói chung tất cả các cái gì thì gặp cháu đây đấy à nha. À, thế cháu tên là gì để nói cho mọi người và các bạn học biết này. Trần Thị Hóa đây các bạn đấy nha. À, rất vui tính cực kỳ luôn, niềm nở nha. Thôi mọi người và các bạn nha. Thôi bác Hóa Trần, tất cả bác bắt tay một lần nữa nha. Và bác chào nha. Các bạn ơi, nếu như các bạn mà có nhu cầu mua hoa quả sạch cái này, đây nghe, 3 năm rồi, bây giờ sang đây ai cũng hỏi thăm cả, mà bây giờ Thu Hoàng nói là vừa rồi thay đổi nội dung, cho nên hôm nay mình có điều kiện sang đây này, đây và chủ đây rất vui tính này, đây bác chúc chị em này ngày mới vui vẻ nha, đấy nha, đây thế là những cái hình ảnh của chị em đã lên làm kỷ niệm ở trên YouTube của kênh anh em hồi. Ôi Cựu Chiến Binh Thu Hoàng nha. Vâng, đây ra, quá tuyệt vời em ạ nha. Quả dừa ngon quá hay. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến Binh chúc tất cả chị em mạnh khỏe nha. Vâng. Đây các bạn ơi, đủ các cái hàng này, hàng của chị đây. Đây đủ các cái mặt hàng đấy các bạn này. Đây tức là bên chủ đây các bạn đấy nha. À, nếu như các bạn có nhu cầu thì gặp bên chủ đấy nha. Còn bên kia đây nha, thôi đây chào chị nha. Chào chị nha, đây các bạn ơi. Đây tất cả cái hàng rau sạch đấy các bạn này nha. Đây, nếu như các bạn có nhu cầu này, đây thay mặt nhóm YouTube bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Chào anh nha, đây, chào cháu nha.
À, rất cảm ơn nha. À, đây đây nha, tất cả mọi người ơi. Thực sự là 2 năm rồi Trung Hoàng bây giờ quay lại, ai cũng rất nhớ. Dạ, dạ, mọi người các bạn nha. Đây, đây, đây nha. Đây, chúc bắt tay chúc anh mạnh khỏe nha. Đây, đây nha. Vâng, anh nha. Rồi, nha. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến Binh nha, bắt tay chúc cháu ngày mới mạnh khỏe nha. Vâng, cảm ơn nha. Vâng, cái cao ơi, chào cháu nha. Rồi, rồi, rồi. Đây các bạn ơi, đây nếu như các bạn muốn mua xỉ cà sạch này, tức là rau sạch này, có cái này đủ đủ loại này, đấy ở chợ Hợp Thanh nhá, thì gặp ông chủ đi nha, đấy ông rất vui tính cho các bạn này đây nha. À, cháu tên là gì thầy? Thường Nga. À, Thường Nga đây các bạn nha. Đây tức là chị Nga đây nha. Thôi một lần nữa nha, thay mặt chọn YouTube Hội Cựu Chiến Binh bắt tay vợ chồng cháu nha, chúc vợ chồng cậu ăn sức khỏe nha. À thôi rồi các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng đi quay điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. À, các bạn ơi, tức là hơn 3 năm rồi Thu Hoàng quay lại ở chợ Hợp Thành, ai cũng nhắc này. Nhưng mà vừa rồi đây Thu Hoàng thì thay đổi nội dung, cho nên hôm nay mới sang được đây. Đây các bạn này, đây tức là các bạn có nhu cầu này, mua hoa quả sạch này, nha. Mua hoa quả sạch này, thì gặp bà chủ đây, bà rất vui tính đây. À, cháu ơi, thay mặt chọn cho tôi mới hồi cực chính mình bắt tay cháu, chúc cháu mạnh khỏe nha. À, cháu ơi. À, đây nha. Đây nha. Bác chúc cháu sang ngày mới mạnh khỏe nha. À, quá tuyệt vời thầy. Đây các bạn nha, nếu có nhu cầu nha, là rất mong các bạn đến chờ Hợp Thanh nha. Đây gọi là chờ hôm hay. À, đây nha các bạn nha. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube chúc tất cả mọi người mạnh khỏe nha. Các bạn ơi, đây là các cái mặt hàng của cháu bên kia này. Đây, đây là nếu như các bạn mà có nhu cầu này nha, đây đầy đủ các mặt hàng, trời đã là trời của mình, đây là quái này. À đây thấy chưa các bạn, thấy không, quá tuyệt vời. Đây cho bác cái tay cái nè, cái tay chúc sức khỏe cái nha. Rồi bác chúc sức khỏe gia đình nha. À, sang năm mới, sang ngày mới gặp nhiều may mắn nha. À rồi bác chào nha. Đây các bạn ơi, ở chợ Hợp Thành bây giờ Thu Hoàng bắt đầu mình sáng thấy những cái món hàng như thế này. Đây chanh này, mỡ cháu bình cân hay là bình quả? Thế một cân bao nhiêu cháu? À, phân xỉ là 30.000. À, đây các bạn nha, nếu có nhu cầu này, đây bà chủ rất vui tính này, tức là cô chủ rất vui tính các bạn này. Các bạn thấy nếu có nhu cầu thì đến gặp cô chủ ấy nha, cháu cất cái nón để cho khách người ta thấy, người ta đến hàng cháu người ta mua vào đây, thấy chưa? Thấy quá tuyệt vời không ạ? À, vui tính cực kỳ luôn thôi. Một lần nữa bác thay mặt nhóm YouTube kênh Hội Cựu Chiến Binh bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. À, thôi bác chào nha. Bác chào nha. Rồi nha.
các bạn ơi, hơn 2 năm rồi Thu Hoàng bây giờ mới có điều kiện sang đây để quay phim. Cho nên ai người ta cũng nhớ, nhưng vì điều kiện Thu Hoàng không ra được này. Nếu như các bạn mà có nhu cầu mua hoa quả thạch này, đây cứ gặp cô chủ ở đây, cháu ơi cho bác một tay này. Đó, tức là ngày mới chúc cháu mày khỏe nhá. Đây thôi, đây tức là hàng đủ loại đấy, như là khoai này. Bây giờ khoai trước đây người ta nói là nghèo mình khoai, nhưng mà chưa giàu mình ăn khoai rồi cháu ơi. Rồi đây, đây, đây nha các bạn nha, nếu các bạn có nhu cầu đây nha, đây, rồi nha, đây đây các cái mặt hàng rất tuyệt vời đấy các bạn này, nha các bạn, nếu các bạn có nhu cầu này, đây tức là phương tiện là xe ô tô đấy các bạn này, đây rất đủ loại, nha thôi ngày mới Thu Hoàng chúc tất cả mọi người mạnh khỏe nha. Đây các bạn ơi, nếu như các bạn mà có nhu cầu tức là mua các cái loại chiếu đầy đủ này, các màu mạ này, rồi là chiếu màn này, rồi gối đệm này ở chợ Hợp Thanh nhá. Đây các bạn thấy không này, quá tuyệt vời không này, đây nha, rất các cái màu mạ mới đẹp luôn. Đây nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp bà chủ ấy nha, bà chủ rất vui tính nha, cô chủ vui tính cực kỳ luôn này. Là thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh bác bắt tay chúc cháu ngày mới sức khỏe nha. Đấy quá tuyệt vời này. Đây có một lần nữa, nếu như các bạn có nhu cầu nha thì đến gặp cô chủ đây để mà mua sắm nha. Các bạn ơi, đây bây giờ Thu Hoàng là có mặt ở hàng hoa quả thạch đây này. Đây các bạn, nếu như các bạn có nhu cầu này, đây tức là cà chua đây, đây khách đang mua đây các bạn đây nha. Đây mình xin lỗi các bạn nha, đây mình này. Đây nếu như các bạn mà có nhu cầu thì cô chủ ấy này cho bác bắt tay ngày mới chúc cháu mạnh khỏe nha. Đây nếu các bạn có nhu cầu nha, đây bạn Thu Hoàng đây Thu Hoàng chào tất cả mọi người nha. Rồi. Các bạn ơi, ở Hợp Thành nếu như các bạn mà có nhu cầu đây, đây tức là hoa quả sạch đây. Cái này là cháu bán bao nhiêu một cân cháu? 35.000 cân. Quá tuyệt vời đấy các bạn này. Ui rồi, rất thơm nha. Đây các bạn thấy nha. Đây nếu như các bạn mà sang chợ Hợp Thành mà gặp có nhu cầu thì đây cho bán bắt tay này. Ngay bởi chúc cháu mạnh khỏe đây, cầu an sức khỏe đây. Nên các bạn là gặp bà chủ đó ra mà mua nha. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh chúc cháu mạnh khỏe nha. Đây thôi chúc tất cả mọi người sang ngày mới mạnh khỏe. Cháu mấy tuổi đó chị? Đây ra thôi ông chào cháu nha. Đây chào tất cả mọi người nha. Đây. Các bạn ơi, Thu Hoàng bây giờ có mặt ở hàng quần áo đây này. Nếu như các bạn mà có nhu cầu thì vào ở cổng chợ Hợp Thành đây này, tức là cổng chợ Hôm Chậu hay. Đây đủ các cái mặt hàng đây này. Nếu như các bạn còn giá cả thì rất hợp lý. Nếu như các bạn mà có nhu cầu nha, đây thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh bắt tay cháu chúc cháu ngày mới mạnh khỏe nha. Thế là nếu như mà mọi người mà có nhu cầu thì gặp ông chủ ở đây để mà mua các cái mặt hàng quần áo đấy nha. Thôi một lần nữa bắt tay cháu một lần nữa chúc cháu mày khỏe nha. Rồi nha các bạn ơi, nếu như có nhu cầu mua các cái hàng chiếu này, tức là ở các chợ khác thì Thu Hoàng cũng đã quay rồi, nhưng mà
chắc chắn là không thể bằng ở chợ Hợp Thanh đấy này. Nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp gặp anh chủ ở đây cho bạn bàn tay ra. À, rồi chúc anh ngày mới vui vẻ nha. Wow, xin chào anh nha. Bạn ơi, các bạn ơi, bây giờ cái này là bố Túy đang ngồi nói chuyện với Thu Hoàng một đoạn rất lâu. Nhưng mà bây giờ là con của bố Túy đây này. À, cháu tên là gì đây này? Dạ Hà. À, cháu Hà. Đây là cháu Hà cùng với Thu Hoàng đang ngồi tâm sự ở chợ Hợp Thành. Cháu năm nay học lớp mấy rồi? Dạ, cháu đi làm rồi. À, cháu đi làm. Bây giờ công việc của cháu là việc gì cháu? Cháu đi dạy. À, cháu đi dạy cấp mấy? Dạy cấp 2 à? À, cấp 1 thôi. Này, thay mặt cháu nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh, bác Thu Hoàng chúc cháu ngày mới này rồi là cùng là sang năm mới mạnh khỏe nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Đây quá tuyệt vời. Đứng ở quán thịt này, bắt tay này, ngay mới chúc cháu cầu an mạnh khỏe nha. Nha. Các bạn ơi, nếu như các bạn mà có nhu cầu mua hoa đẹp này, hoa tươi này, thì ở được cổng chợ Hợp Thanh gọi là, đây là gọi là chợ hôm cháu ơi. Ở đây tức là hoa đẹp tuyệt vời. Giá cả như thế nào cháu bán như thế này bao nhiêu? 10.000 bá bông. Đây 10.000 bá bông đây, tức là khách hàng đang mua đây các bạn này. Nếu như các bạn mà có nhu cầu thì vào cổng chờ gặp cháu cho bác qua tay cháu nào nha. Đây tức là thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh bác chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Ở đây nha, đây các bạn nha.